nhiệm vụ hàng ngày là rất là vui vẻ khi gặp các học viên ha. Nhưng mà các học viên đừng làm bực bội. Ê, cười đi đây. Cười chứ. Đâu rồi, lại đó coi. Đúng rồi. Học ngày thứ mấy rồi? 7 ngày thầy. 7 ngày rồi, đã một tuần trôi qua. Làm được gì rồi? Làm tùm lum thầy ơi. Làm tùm lum tùm la. Bây giờ mới là lắp được cái bộ này nha. Rồi xong rồi để xem các anh em mà lắp như thế nào để mình xem. Thì hãy ra khăn gói lên đường học nha, học khóa cấp tốc cơ bản. À, trong vòng một tháng thôi là các bạn có thể học được khóa cơ bản. Rồi từ cái khóa cơ bản đó các bạn có thể xem được cái video của các như anh Vũ Kiên nè, thầy Xuân Vĩnh nè, rồi HT Pro nè, rồi điện tử Bách Khoa nè, rồi anh thợ điện nè, rồi anh thợ quê nè. Rồi nói chung là rất là nhiều cái kênh khác mà hướng dẫn các bạn xem là các bạn hiểu liền luôn. Tại vì mình phải có nền tảng chứ, đúng không các bạn? Hey 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 hey, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay để kiểm tra những cái bộ của học viên đang làm, thì xem coi các bạn nó có làm đúng hay không của cái sơ đồ của thầy hay không. Thì đây là một cái bộ để chúng ta cắm điện vào để trong khi chúng ta sửa chữa. Thì đây là cái CB. Rồi các bạn nhìn thấy nè, để cắm điện vào 110, em này nó ghi 110 nè, qua cái mỏ hàng 40W. Thì các bạn nhìn thấy nè, 110, đây là đèn này là 50W. Cái này ổ điện này mình đang cắm 110 nha. Nhưng mà thật ra là nó ra bóng đèn đó. Thì các bạn thấy là hai cái lỗ này là qua bóng đèn. Còn hai cái lỗ dưới này nè là không qua bóng đèn, nên cái em này ghi đó là 220V. Thì vậy thì 110 qua bóng đèn. Điện 220V thì không qua bóng đèn. Đầu bên dưới rồi, ok, cho bạn 10 điểm. Bạn đấu rất đẹp. Rồi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp một cái bộ gọi là an toàn điện trong khi chúng ta sửa máy nha. Rồi bây giờ cái bộ nó được vẽ như thế này nè, các bạn chụp màn hình lại nha, rồi bắt đầu mình nghe giảng nè. Đây là hai cái cháu điện 220 vào được không? Đấy, lại đây đứng đó được không? Được. Lại đây nè, qua đứng được thế nào nói nghe phải không? Rồi đây là điện 220 nè. Hiểu chưa? Rồi 220 các bạn hiểu chưa? Hiểu nó hiểu. Tới đâu rồi? 220 hiểu. Ờ hiểu. Đây đường điện một, đường một, không biết là L, N gì không cần biết, thấy không? Đi vào đây là cái một cái đèn. Bóng đèn. Bóng đèn nó có hai chân. Bóng đèn này là mình gắn là 200W, 100W có nhiêu gắn nhiêu. Không được, cũng được, mà càng lớn quá thì càng ok ha. Rồi qua đây cái bóng đèn thì một cái CB. Rồi một cái CB. Rồi bên đây cũng vậy. Đi qua này một cái CB. Cái CB này á, khi mà nó khi nào mà có sự cố ngắn mạch từ đây nè qua đây nè là nó sẽ gì? Nó sẽ ngắt ra. Nó không có chạm tải vào đây. Rồi bây giờ nè, đây là cái ổ điện. Ổ điện này mình gắn bao nhiêu cái chấu cũng được hết. Ví dụ như trong ổ điện 3 chấu, 2 chấu gì đó, 1 chấu gì đó thì nó có đường điện qua đây thẳng đây là nói chung với nhau, đúng không? Bên đây nói chung với nhau thì bên đây là từ CB này nói chung với nhau ba cái cộng này, và từ CB này nói chung ba cái cộng này. Như vậy thì nhìn xung quanh, ví dụ như cái này đó mình cắm vô một cái máy, rồi mình gắn một cái máy đây, một cái máy này là một cái máy cái âm ly đi, âm ly nè, âm bờ ly. Rồi cái âm ly này có hai cộng dây nguồn, có hai cộng dây nguồn này các bạn. Rồi cắm vào một chân ở đây và một chân bên đây, cắm vào phải không? Thì lúc này á, trong âm ly mình nó sẽ chạm, nó sẽ chạm. Thứ nhất là có tăng phô hay là nó chạm vào cái nguồn á, hoặc là mình cắm vô đây nó bị chạm, thì ở đây nè, hai cái này nó chạm là nó nối tắt lại với nhau. Thì nó nối tắt lại với nhau nè, các bạn thấy nè, cái đây á, nó nối tắt lại nhau thì ở đây cũng vậy, cũng nối tắt lại nhau đúng không? Ở đây với đây là điểm cũng chung mà, đây nè, tới đây là điểm chung. Đây điểm chung là nối lại với nhau, thì hai này nối lại với nhau. Thì sao? Thì khi đó cái bóng đèn của chúng ta sáng lên. Sáng lên chứ không phải tắt, sáng lên. CB có đóng đúng không? Rồi. Đó là đóng. CB đang đóng lại, mình xài mình đang đóng lại mà. Rồi chưa? Rồi như vậy thì cái CB này để làm gì? Để chống sự cố là cái đèn này nó bị chập qua đây. Vậy vậy thôi. Còn bình thường mình không có CB cũng vẫn được nha. Không sao hết. Ok chưa? Như vậy thì lắp được không? Được. Rồi. Như vậy thì đây là một cái để mà chúng ta lắp qua cái bóng đèn nha. Rồi bây giờ là cái bóng đèn này nè, mình sẽ trở lại, mình bôi này lại. Các bạn phải lắp theo cái kiểu này thì thêm một cái ổ 220 nữa. Thì ở đây là lắp cái CB nha, CB được chưa? Rồi bây giờ ở đây là lắp cái CB, rồi ở đây nè qua một cái bóng đèn đó. Nếu các bạn lắp thêm một ổ 220 nữa ở đây, đây 220 nữa ở đây, đây là điện 220 này nha. Rồi các bạn câu từ đây nè nha.
đi vào trong cái chấu của 220 này. Rồi ở đây nè, đây chỗ đây nè ha. Rồi các bạn câu vào đây một cái chấu 220 này, chưa? Thì ở đây với đây chung với nhau rồi mình nói chung với nhau cho dễ nè. Đó. Rồi các bạn thấy không? Được chưa? Rồi khi đó là mình cắm đây là điện 220 nè, 220 zin, chữ zin đi ha. Là nguyên thủy đó. Để khi mà mình cắm một cái bếp, cái bàn ủi rồi đó thì nó lấy điện từ đây nè, thấy không? Vô đây một cái chui, đây vô đây một chui, nó có chạm chập á, nó có chạm chập á thì cái con CB2 CB này đã làm nhiệm vụ là ngắt luôn. Được chưa? Ngắt luôn. Nhưng mà nó không có qua tải bóng đèn, nó chạm chập á là nó sẽ ngắt, nhưng mà nó không có qua cái bóng đèn này là gì biết không? Là cái bóng đèn là ở trên. Nếu mà ở trên á, bóng đèn ở làm sao? Đúng rồi, nếu mình cắm vào lỗ này á, khi mình chạm đây, thấy không? Thì nó sẽ sáng bóng đèn lên. Nhưng mà đối với cái này là cái tải nhỏ thôi nha. Ví dụ như cái đèn mình 50W, đúng không? Thì mình cái tải của mình nó khoảng cỡ 30W trở ra trở xuống thôi thì nó có thể là hoạt động được. Còn nếu mà nó cao hơn nữa thì cái bóng đèn này nó sao? Nó chớp. Đúng không? Tại vì nó quá tải. Nó kéo điện đây nè, nó kéo điện qua đây nè, kéo dòng qua đây nhiều quá nó sẽ quá tải. Ở đây quá tải. Có nhiều bạn không biết á, gắn cái bếp từ đây nè, cái bếp đồ cơm điện đây cắm đây thì cái đèn này nó sáng lên. Mà nó sáng mà cái này không chạy. À không có hoạt động. Tại vì cái bóng đèn mà đâu có đủ dòng để nó lấy đâu. Bạn gắn quay 200W. 200W mới được. Thấy không? Rồi bây giờ mình linh động mình cắm vô đây nè, 50W. 50W. À mà mình thấy cái bóng đèn nó không sáng, nó sáng mù lu chứ không sáng rực, thấy không? Thì ở đây nó không chạm. Nó không chạm từ mình cắm xuống đây. Cắm đây liền. Cắm đây là tải, cái tải nó vô thẳng luôn nè, mình lấy bao nhiêu ampe cũng được hết, 100 200 ampe gì cũng được hết từ đây nè. Đó, từ đây nè ha. Xuống đây, rồi đây, xuống đây, vô đây. Rồi mình để đấu cái sơ đồ này nè, được chưa? Hiểu chưa? Rồi bây giờ bôi cái đó không? Cần bôi đó không? Đó là đưa có cái ổ cắm không ạ? À? Rồi ok chưa? Đưa cái gì ổ cắm? Thì, rồi mình lắp đi. Cái đế gì, cái bộ nữa, được rồi. Nhưng mà lắp mình phải thông minh, mình phải linh động. Ở trong một cái ổ này như thế này á. Thì mình biết cái nào. Đó, cái bế này là ba cái chấu thì mình phải gì? Này ba cái chấu này nè. Để mình cho mình đấu vô. Biết rồi thầy ơi. Đấu vô cái này là 220, cái này 110, cái này 220 gì đó. Thì mình xài 220 ít phải không? Hoặc là nhiều. Đó thì riêng cắm sạc điện thoại mình đã gắn hai cái này 220, cái này 110. 110 qua bóng đèn nè. Nó qua bóng đèn mình gọi là 110 đó. Cho dễ đi. Ok không? Rồi bắt đi cắp đồ hết trơn rồi đó. Rồi chú đó ngồi đó làm cái gì đó làm luôn đi nha. Ok, bye bye.